Thầy xin chào tất cả các em. Thầy là Lâm Văn Trinh, giáo viên trường tiểu học số 2 thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Thầy rất vui mừng khi được đồng hành cùng các em trong tiết học âm nhạc ngày hôm nay. Xin được chúc cho các em có một tiết học âm nhạc vui tươi, sôi nổi và hiệu quả. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em hãy nhìn lên màn hình, quan sát hình ảnh và lắng nghe xem giai điệu sau đây là bài hát nào mà chúng ta đã được học trong tiết trước nhé. Thầy xin chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời chính xác. Đó là giai điệu của bài hát Con chim non dân ca Pháp và cũng chính là nội dung tiết học ngày hôm nay của thầy và trò mình. Tiết 13, ôn tập bài hát Con chim non dân ca Pháp. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Sau đây, thầy xin mời các em cùng lắng nghe lại một lần nữa giai điệu bài hát Con chim non. Chim non và tiếng hót reo vọt và tiếng
sau đây, thầy mời các em sẽ hát hòa giọng theo nhạc bài hát nhé. Các em hãy hát lại một lần nữa và chú ý thể hiện tốt sắc thái và tính chất của bài hát nhé.
Thầy xin chúc mừng các em đã hát rất là tốt và thể hiện đúng sắc thái và tính chất của bài hát. Các em thân mến, để cho bài hát được vui tươi và sinh động hơn, chúng ta còn có thể hát kết hợp với gõ đệm theo nhịp và theo phách. Sau đây, thầy mời các em sẽ thể hiện bài hát với hình thức hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Thầy đã ký hiệu những dấu nhân màu đỏ vào các ca từ. Các em sẽ gõ đệm vào những ca từ có dấu nhân màu đỏ. Nào, mời lớp mình cùng nghe nhạc và thực hiện nào. Các con vừa hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp rất tốt. Thầy khen cả lớp mình. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang hình thức thứ hai, hát kết hợp gõ đệm theo phách. Tiết trước thầy đã hướng dẫn các con cách gõ đệm theo nhịp 3-4. Thầy đã ký hiệu phách mạnh là những dấu nhân màu đỏ, phách nhẹ là những dấu nhân màu tím. Nào, thầy mời cả lớp mình hát kết hợp gõ đệm theo phách nhé. Thank you.
Tiết trước thầy đã dặn các em, đó là ở nhà chúng mình hãy sáng tạo những động tác phù họa cho bài hát. Các em đã chuẩn bị đến đâu rồi? Bây giờ thầy mời cả lớp mình cùng đứng lên hát kết hợp vận động phù họa theo nhạc nhé. Các em hãy quan sát và vận động theo các động tác mà các anh chị khối 3 năm học trước thực hiện nhé. Các em hãy quay lại clip biểu diễn của mình và gửi lại cho thầy sau giờ học nhé. Hôm nay thầy có một trò chơi cho các em. Trò chơi của thầy có tên là xem tranh đoán câu hát. Cách chơi như sau: thầy sẽ đưa ra các bức tranh, các em sẽ quan sát, sau đó tìm ra các câu hát phù hợp nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi xem tranh đoán câu hát. Các con vừa tham gia trò chơi xem tranh đoán câu hát. Thầy xin chúc mừng các con đã có những câu trả lời chính xác nhé. Các con thân mến, chúng ta vừa thực hiện rất là tốt trò chơi xem tranh đoán câu hát.
Về nhà các con sẽ tìm thêm các trò chơi mới cho phù hợp với bài hát nhé. Lớp mình vừa ôn xong bài hát Con Chim Non. Bài hát Con Chim Non là dân ca Pháp, có nét nhạc uyển chuyển, mềm mại. Bài hát miêu tả tiếng chim hót say sưa và thiết tha trong buổi sáng sớm. Tiếng chim yêu đời, nhắn nhủ chúng ta biết yêu quý cuộc sống, biết yêu quý các loài vật và chung sống hài hòa với thiên nhiên. Ở nhà các con phải thường xuyên luyện tập để thuộc lời ca và giai điệu bài hát Con Chim Non nhé. Đặc biệt, các con hãy sáng tạo các động tác phụ họa cho bài hát nhé. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các con trong các tiết học âm nhạc sau.